chào quý vị và các bạn. Tuấn Dương đang có mặt ở tỉnh Trà Vinh. Và đây là tượng Phật dài đây. Nay thì bạn đi về phát quà. Và trên đường đi thì có dừng chân ở đây để ghé thăm tượng. Họ gọi là tượng Phật dài. Đây lối vô thì có hai cái vị chắp tay chào. Bướm bay này. Đây một cái trường phái tượng nằm nhưng mà lại thở một bên vai. Chào cô. Chỗ đây cứ như là một cái rừng gà. Con gà này đang ấp. Không em, cá gì chị? Vâng vâng, được rồi. Đây, chúng ta sẽ đi vô một chùa này á. Nhìn thấy ở đây kiến trúc thân dừa rất cao này. Wow. Đây chắc là chùa. Đây chùa người Miên. Dạ. Sao chị? À dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, ở đây, vô đây thì chúng ta sẽ bỏ nón rồi. Chị ơi, chùa này kêu tiếng Việt tên gì chị? Vinu. Quy Nông. À, nghĩa tiếng Việt là gì đấy chị? Quy Nông. Quy Nông. Đây theo cái lối kiến trúc Campuchia. Rồi.
Dạ dạ. Chị vô chị nói cho mấy ông nghe một tiếng không? À, dạ dạ. Giống như trong nhà, trong này là để làm lễ đúng không? Ồ, vâng. Đây các cái cột ở trạm khảm hết đó các bạn. Ông nói kia nói cái nhiêu nữa, nói cái nhiều kia. Có hình ngọn nữa. Chỗ gì thảo chịu vô. Mấy cái cây. Đó. Khỉ vậy. Ngồi buồn nghi như vậy đó hả? Ngồi buồn nghi như vậy kìa. Mèo, 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 mèo. Thôi không trêu rồi. Ồ vậy là. Dạ dạ. Ồ cái cây này cây gì mà họ làm đẹp quá. Cây này giống như cây dưới này. Cái này giống như cây dưới. Này. Kiến trúc các cái ngôi chùa người phương Tây nhìn đẹp quá. Wow. Đây một cái đàn gà này các bạn. Gà leo cây luôn đấy. Từng cái vị thần. Ồ, ở đây được cái gà rất là hay á. Gà cứ leo cây luôn. Dạ. Dạ. Đây các vâng. Thầy phơi hả? Dạ. À, đầu con rồng. Dạ dạ. Dạ. Chị Nga ơi. Đây, những chú gà kêu cho các cái bản nhạc hòa tấu. Đây, lối rồ đây các bạn. Wow, đều được dát vàng. Các cái cột này họ làm cột bằng gỗ. Chữ Campuchia này các bạn nào đọc được thì đọc giúp mình nhé. Sau này còn có một vị Phật nữa. Wow. Các nhà sư thì phơi áo hay là phơi miếng giày hay gì ngoài kia. Đây tượng Phật nhiều mặt này.
Đây là cái cây hoa gì đấy các bạn. Rồi, chúng ta đi rồi. Đây. Cửa này họ làm gỗ, họ khảm đẹp quá. Đây là Hòa Thượng Sơn Om, ngài được kiến tạo ngôi tháp vào Phật lịch năm dương lịch là năm 1908. Ngôi tháp này từ năm 1908 đấy. Đây, ta sẽ đi qua đây. Đây dạng như họ làm cái nhà sàn. Đây, chúng ta sẽ đi vòng quanh đây nhé. Đây chị ơi. Đây cây bồ đề. Đây họ nuôi cá này. Đây anh biết họ làm cái gì đó. Đây nơi này là các nhà sư giặt quần áo ở đây phơi. Chỗ kia chắc nhà tắm quá. Chỗ cái này chắc nhà tắm của các sư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây mình nhìn thấy những cái ngôi nhà đây chắc các sư ở đây sao ta, đây gọi là gì đấy ta, đây, chữ Campuchia mình không đọc được. Cái này có phải các nhà, đây nhà ở của sư không chị nhỉ? Đây mỗi sư ở mỗi ông một chỗ, mỗi ông sư ở một cái nhà này. Đúng rồi. À, dưới này là họ làm cái dưới là cũng lót gạch các bạn. Dưới lót gạch, ngoài là bàn thờ này. Có cửa có khóa luôn. Đây có những cái bằng gạch, còn cái này thì họ làm một cái ngôi nhà này. Đây là lợp ngói này, lợp ngói thì gỗ xung quanh. Đó, đây là những các cái nhà này, nhà lá. Ồ, nhà lá sàn này. Có ai ngủ đây không ta? Ồ, có cả lon nước ngọt luôn này. Nghĩa là đằng trước cửa có một cái này để họ ngồi. Ở đây, từng cái khu này để cho họ ngủ. Ngoài này chắc bàn thờ quá. Đây cũng có một cái tượng. Đây chắc là nhà. Trước cửa có cái nước để bằng cái bơm nhôm. Này có cửa có khóa luôn này. Chữ đây không biết là gì đấy các bạn này. Ai biết tiếng Campuchia đọc giúp Tuấn Dương với nhé. Đó, nguyên cái khu này. Ở ngoài là sàn, trong là một cái đi vô đây cũng còn nhà nữa này. Ở đây thì các cái ngôi nhà lá kế với. Ở đây sao không thấy ai ở ta? Mấy ông đi tụng hết rồi. Nhưng mà nhìn đây như kiểu đi tụng á, đi tụng như nhà ta kêu thầy, như là một nhà kêu hai thầy hay một thầy lợi tụng nhà người ta đó. À dạ. Ngày mai bắt đầu tắm Phật là tại mình không hay ngày mình lợi tắm Phật. À dạ. Thôi, cho mình đi ra. Đi ra thôi, các bạn đợi. Dạ. Đây đi lối ngoài này ra cũng được. Kia bắt lại chạy tới. Không được, mình qua tới mình quay ngược lại cũng được. Nhưng mà nãy mấy ông Phật đứng ngoài đường dài dài em chưa có qua. Chưa thì bây giờ đi qua đấy. Ồ cái rừng, cái này cây gì đấy ta mà thẳng thân. Cây thông vậy anh hả? Phải không? Không, cái này cây dầu. Cây dầu. Nó thẳng tắp luôn á. Đúng rồi. Hồi xưa có con cò nhiều lắm á, Tuấn Dương giờ vậy nó ạ? Còn con cò. Cái thân cây này thẳng luôn đó các bạn này. Thẳng tắp luôn như là cái cây tre ấy. Đó. Có lẽ có những cái cây này Tuấn Dương thấy nó cao cỡ khoảng 30-40 mét ấy. Đây, hàng này là Phật dài. Wow. Họ cắm nhang vào mà nhìn nó. Đây để quay cái bảng ngoài trước đó các bạn. Đây là lễ Chân Nam Thơ Mây. Chúc cho tất cả chúng sanh gặp duyên lành, thành tựu. Chúng ta sẽ quay cái hàng Phật dài. Wow, nhìn ông nào cũng như ông nào luôn á. Giống nhau quá. Đây là đằng trước đây có một vị này.
Vị này chắc là Bồ Tát này. Một người cầm cái trống, một người chắp tay là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, thôi nhiều quá, 13, 14, 15, 16. Quá trời nhiều người. Mỗi một vị, đây là một cái hàng gọi là Phật dài. Họ cứ đứng xếp hàng, 10 người nhìn hình dáng như cả 10 luôn. Trời ơi, sao mà dài quá. Đứng quá trời đứng luôn. Có lẽ phải tới cả 100 vị á. Xếp hàng này và tận cuối luôn. Đó. Bây giờ thì video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng Tuấn Dương. Rồi, bye bye quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những video clip kế tiếp.